Trước khi ngồi xuống viết bài viết này, tôi đã từng ngồi suy nghĩ rất nhiều ngày trong suốt thời gian qua. Kể từ khi đi ngang qua bài post của một người đàn ông khác ở trên Instagram vào hồi tháng 6 với lời nhắn gửi: "Này các anh em, có thể ngoài kia chả có ai quan tâm, nhưng tôi quan tâm. Bảo trọng và vững tâm. Đây đang là tháng sức khỏe của đàn ông đấy." Nhạt nhòa giữa những thông tin về Pride Month, giữa xung đột sắc tộc leo thang, giữa cuộc bầu cử EU, giữa những chiến dịch đòi quyền lợi vẫn đang tiếp diễn của các feminist, những người theo chủ nghĩa nữ quyền, thì tháng 6 hàng năm được nhiều người đàn ông cho rằng nên là tháng tập trung cho sức khỏe tinh thần. Bởi lẽ nói đến khía cạnh sức khỏe tinh thần thì trầm cảm với đe dọa dẫn đến cái chết của đàn ông ở tuổi 27 trên thực tế cũng đáng lo không kém căn bệnh thường gặp nhất ở đàn ông: ung thư tuyến tiền liệt. Nên tôi muốn làm một điều gì đó qua bài viết này. Bài viết là từ một người đàn ông gửi đến tất cả những người đàn ông khác. Đây là suy nghĩ và cảm nhận theo phía của đàn ông, được tổng hợp không chỉ từ chính bản thân của tôi mà còn từ rất nhiều những người đàn ông khác. Hãy cùng Spiderum lắng nghe những lời tâm sự cũng như những lựa chọn liên quan đến sức khỏe tinh thần khác mà người đàn ông có thể quyết định qua bài viết Khi đàn ông quay lưng của tác giả Nguyễn Bảo Trung trong video này nhé. Bắt đầu thôi. Đầu tiên thì các anh em đã bao giờ nghe tới khái niệm Men going their own way chưa? Khái niệm này có liên quan tới những con số. Tôi từng lướt qua nhiều bài post về đàn ông và cũng từ nhiều bài báo và các trang thông tin của Mỹ gần đây lên tiếng báo động về việc 63% đàn ông ở độ tuổi dưới 30, độ tuổi vàng về cả sức khỏe, tài chính lẫn sinh sản, vẫn đang trong tình trạng độc thân, trong khi chỉ 34% phụ nữ cùng nhóm tuổi là độc thân. Bên cạnh đó, theo như nghiên cứu vào năm 2021 của Survey Center on American Life, thì chỉ 21% đàn ông được nhận trợ giúp tinh thần từ bạn bè và người quen, trong khi con số này là 41% đối với phụ nữ. Điều đáng quan trọng là cán cân dân số ở Mỹ hiện đang xấp xỉ 50-50 giữa nam và nữ. Nhiều bài viết và giới truyền thông chỉ trích thậm tệ và đổ lỗi cho việc đàn ông hiện nay đang trở nên độc thân cho một khái niệm được gọi là men going their own way, tạm dịch là những người đàn ông đi lối riêng. Trên mạng cũng dậy sóng qua rất nhiều bài viết và video của phụ nữ với tiêu đề tương tự như nhau dành cho những người đàn ông này: "Việc quái gì đang xảy ra với đàn ông vậy? Thời nay đàn ông không còn nữa hay sao?" Thậm chí còn có cả một video những cô gái ăn diện xúng xính, trang điểm đẹp đẽ trong độ tuổi từ 20 đến 30, trả tiền để đến một buổi event blind date, để rồi bực tức quay trở về bởi vì trong buổi event không có tới bóng dáng của bất cứ một người đàn ông nào cả. Sau khi đọc qua rất nhiều bài viết về cả từ phía truyền thông chính thống và cả từ Quora dưới dạng người dùng đặt câu hỏi và người khác trả lời, tôi mới kết luận những điều sau đây. Thứ nhất, định nghĩa phổ biến của truyền thông cho rằng những người đàn ông đi lối riêng là một tập hợp red pills, gồm những kẻ đàn ông gia trưởng, cổ hủ, phản đối nữ quyền, chống lại hôn nhân, thù ghét phụ nữ, muốn sống tách biệt ra khỏi toàn bộ phụ nữ và toàn xã hội. Thứ hai, nhiều nhà phân tích từ các kênh chính thống cho rằng những người đàn ông đi lối riêng là một phản ứng tiêu cực để phản đối lại 3 đợt phong trào nữ quyền, rằng đây là cách để những người đàn ông cổ hủ biểu tình đòi lại quyền lợi cho mình. Thứ ba, sự thật là nhiều người dùng ở Quora và các diễn đàn khác cũng cho biết rằng những người đàn ông đi lối riêng không phải là một phong trào biểu tình, bởi vì chẳng một ai đình công, chẳng có một ai xuống đường gào thét, chẳng có một ai đập bàn đòi lại quyền lợi cho đàn ông. Những người đàn ông đi lối riêng không kêu gọi, không có tổ chức nào chi phối vận động, không có đường lối chủ trương và các yêu sách, không có bầu cử, không có phát ngôn viên, mà chủ yếu là những người đặt tên cho hiện tượng dựa theo phản ứng của người đàn ông thời hiện đại. Cũng chính bản thân tôi chưa từng biết tới khái niệm này cho đến năm 30 tuổi, lên mạng tìm hiểu về việc gì khiến cho tôi dần cảm thấy yêu thích và rất vui với cuộc sống độc thân, thờ ơ với các mối quan hệ tình cảm đến như vậy. Mặc dù trước đó chính tôi hiếm khi nào không ở trong một mối quan hệ tình cảm, và cũng có cả một mối quan hệ lẫn hôn nhân dài 8 năm. Thứ tư, có rất nhiều người đàn ông có lối đi riêng chỉ trích việc nhiều người tự nhận bản thân mình là những người đàn ông có lối đi riêng nhưng lại đi phỉ báng phụ nữ, ngăn cách toàn bộ các mối quan hệ xã hội đối với phụ nữ. Một người đàn ông có lối đi riêng thực thụ vẫn có thể có bạn bè là phụ nữ, chỉ là họ thản nhiên với việc nhiều người nhân danh feminism và dần biến phong trào nữ quyền từ việc đòi quyền bình đẳng lên thành nắm toàn bộ quyền lợi. Những người đàn ông đi lối riêng, về căn bản họ không muốn bước vào và không có nhu cầu bước vào một mối quan hệ tình cảm nào với người phụ nữ. Thứ năm, nhiều người dùng trên Quora cho rằng truyền thông chính thống không ưa những người đàn ông đi lối riêng bởi vì nhà cầm quyền vẫn cần hôn nhân và xây dựng gia đình để duy trì tháp dân số trẻ. Việc một quốc gia vốn cố thủ và đầy truyền thống khắt khe như là Nhật Bản vẫn hợp pháp hóa toàn bộ những ngành công nghiệp hentai cũng như GAV, không chỉ vì tiền mà bởi vì đây còn là một nỗ lực khiến cho giới trẻ vô cùng hứng thú với tình dục, có hứng thú với việc sinh sản. B. Feminist luôn cho rằng những người đàn ông đi lối riêng là một lũ đàn ông giá trưởng, cổ hủ và thù ghét với phụ nữ, bởi vì những người đàn ông đi lối riêng không làm theo những gì mà phụ nữ muốn. Họ bỏ ngoài tai những gì feminist đòi hỏi, tiếp tục sống, làm việc và tập trung phát triển sự nghiệp bền vững cho chính bản thân mình, không đặt gánh nặng khiến cho bản thân phải thay đổi vì một người phụ nữ, không đặt toàn bộ sự nghiệp của mình theo hướng chu cấp cho phụ nữ và con cái. Và C. Giới tài phiệt trong nhiều nhóm ngành hàng tiêu dùng với mục tiêu là các gia đình có con nhỏ ghét những người đàn ông đi lối riêng, vì về căn bản, nhu cầu vật chất của đàn ông nếu không có bóng dáng của người phụ nữ thì là cực kỳ tối thiểu. Cuối cùng, có những người cho rằng những người đàn ông đi lối riêng khiến cho họ thoát khỏi cái vòng lặp phải là cái máy ATM di động khi phải đặt 3 chữ P: Protect, bảo vệ, Procreate, sinh sản và Provide, chu cấp lên đầu. Tránh khỏi việc đau khổ dọn vào căn nhà trống, mất đi những đứa con, bắt đầu lại mọi thứ chỉ từ chiếc nệm đặt trực tiếp trên sàn nhà, một chiếc tivi và một chiếc xe vừa mua lại để làm lại sau một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Ở đằng xa, chai rượu rỗng vẫn lăn lóc ở trong góc nhà. Vậy đàn ông bây giờ liệu có thượng đẳng? Nhiều lúc tôi vẫn đang tự hỏi việc quá nhiều quyền lợi của đàn ông mà feminist vẫn đang muốn đòi lại là cái gì? Bởi vì về căn bản, phụ nữ vẫn có quyền bầu cử, vẫn được lái xe, vẫn được đi làm, vẫn được trả lương, vẫn được có cuộc sống tận hưởng tất cả các tiện nghi, thậm chí là có cả phòng tập gym chỉ dành riêng cho phụ nữ, vẫn có tất cả những quyền lợi an sinh xã hội khác không khác gì đàn ông, chỉ khác ở chế độ thai sản. Đối với vấn đề chênh lệch mức lương, có nhiều feminist quay ra chỉ thẳng vào mặt người đồng nghiệp nam của mình và bảo rằng đàn ông các người là một lũ thượng đẳng. Lúc ấy thật sự trong đầu tôi toàn dấu chấm hỏi, bởi vì đối với những người đàn ông có vị trí tương tự với những cô feminist này, họ đâu có quyền định đoạt mức lương hay bất cứ những thứ gì khác đâu. Mà có nhiều người đàn ông lại lên tiếng rằng mức lương không thành vấn đề, cứ săn bằng tất cả đi, tôi sẵn sàng vứt sạch tất cả, chỉ đổi lấy việc tòa án gia đình đừng dồn đàn ông vào cảnh mất sạch tài sản, chỉ được phép thăm con một tuần một lần nữa. Quay lại về ví dụ chiếc váy đi biển tung bay trong gió mùa hè, tôi không biết đàn ông thượng đẳng tới độ nào, nhưng cứ vào mùa hè là cánh đàn ông ở trên web giải trí Nine Gag lại trêu nhau rằng đừng để chiếc váy đi biển trị giá 15 đô lấy đi của mình 250.000 đô tiền vay thế chấp mua nhà, 2.500 đô một tháng tiền chu cấp nuôi vợ cũ và con sau ly dị và 3 năm điều trị tâm lý. Việc đàn ông cắm mặt suốt ngày và không có nhiều thời gian để gắn kết con cái hoàn toàn không có nghĩa rằng họ không yêu thương con cái của họ. Trái lại, đứa con chính là động lực để đàn ông thức dậy mỗi ngày, để đàn ông gượng cười sau khi bị sếp chửi té tát vào mặt. Tôi không biết đàn ông có thể thượng đẳng tới mức độ nào, nhưng hãy đấu tranh đúng đối tượng, bởi vì ngay tại EU, nơi đỉnh điểm của phong trào nữ quyền, khi đi đến công trường xây dựng, tôi vẫn nhìn thấy toàn bộ là đàn ông đang mồ hôi mồ kê nhễ nhại, tay chân xây sát, chỉ rửa vội qua nước rồi tất tả làm việc. Vào giờ nghỉ trưa, các bạn có biết những người đàn ông thượng đẳng đấy làm gì không? Họ lôi ảnh của con họ và khoe rằng đứa bé bây giờ đã sắp đi học rồi. Họ ráng làm thêm kiếm tiền cũng chỉ để có một cuộc sống ổn định cho cả gia đình. Tôi không biết đàn ông thượng đẳng ở chỗ nào, nhưng hãy nói chuyện với những người tạm gác giấc mơ đi học, tạm biệt cô người yêu rồi nhập ngũ nơi biển đảo xa xôi. Tôi không biết đàn ông thượng đẳng ở chỗ nào khi lệnh tổng động viên tại Ukraine cấm việc xuất cảnh đối với nam giới trong độ tuổi phù hợp. Phụ nữ, người già và trẻ em được phép xuất cảnh tị nạn. Tôi không biết đàn ông thượng đẳng ở chỗ nào khi đàn ông tại Mỹ vẫn không có bất cứ quyền lựa chọn nào khi trúng tuyển nhập ngũ. Đàn ông ở vị trí thấp tẹt như tôi và rất nhiều người khác, xin lỗi, sáng tất tả đi làm, chiều chạy vội về nhà nấu cơm ăn uống, trong tủ đồ có 3 cái quần jeans, 5 cái áo sơ mi, chục cái áo phông, chục cái quần đùi, vẫn chưa nhìn thấy cái thượng đẳng xa hoa ở đâu hết. Thế là từ những câu chuyện ấy, người đàn ông chọn quay lưng lại với cuộc sống lứa đôi. Rất nhiều người đàn ông ở Mỹ và dần lan rộng ra toàn thế giới cảm thấy rằng họ không còn bất cứ hứng thú tranh luận gì với những mong muốn của phụ nữ nữa. Ngay cả chính bản thân tôi cũng thấy rằng mong muốn của mỗi con người là chính đáng. Phụ nữ có chính kiến của họ, có mong muốn riêng của họ về việc lựa chọn người yêu và bạn đời. Họ có thể mong muốn 6 múi, tài khoản 6 số 0 tiền đô, dưới 30 tuổi, cao trên 1m8, ga lăng, lịch sự và đẹp trai. 99,9% đàn ông cảm thấy rằng họ không phải là đối tượng của phụ nữ, nên dĩ nhiên họ cảm thấy không cần thiết phải tốn thời gian theo đuổi nữa, nên chỉ tập trung cho cuộc sống cá nhân, phát triển vì bản thân mình, tập làm quen dần và kiểm soát ham muốn tình dục. nấu ăn, ủi đồ, thậm chí là may vá là những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống mà bây giờ rất nhiều nam giới hoàn toàn đã có thể làm được, hoặc chỉ đơn giản là mang ra tiệm là xong. Rất nhiều đàn ông bây giờ không còn hứng thú với việc tiếp cận với phụ nữ để xin số điện thoại, bởi vì khoảng cách giữa đối tượng hẹn hò tiềm năng và một thằng ất ơ theo đuổi biến thái chỉ cách nhau ở một làn danh mang tên ánh mắt thẩm mỹ cá nhân. Tôi từng thấy ở một cửa hàng có một người đàn ông độ tuổi từ 30 đến 35 đến đưa một cô gái trẻ tầm 25 đến 26 tuổi một tấm danh thiếp và bảo rằng anh ấy có hứng thú với cô gái và cô gái đó có thể liên lạc với anh qua số điện thoại này nếu muốn. Thật ra mà nói, tôi không hề nhìn thấy rằng người đàn ông đấy có bất cứ một cử chỉ khiếm nhã nào, càng không làm phiền cô gái một cách quá đáng. Toàn bộ chỉ diễn ra trong 15 giây ngắn ngủi. Sau khi người đàn ông đi khỏi, cô gái quay qua bạn mình và làm điệu bộ buồn nôn, sau đó cầm điện thoại và type liên tục. Tôi chỉ biết rằng phần lớn đàn ông có thể sẽ không bao giờ muốn chủ động một lần nào nữa, bởi vì họ không muốn cả thế giới bỗng nhiên cho rằng họ là một thằng cha quái dị nào đó, khi mà ở trong thời buổi bây giờ, mỗi mét vuông là có cả chục cái camera chĩa tứ phía. Rất nhiều người đàn ông ở phương Tây cảm thấy không còn thoải mái trong tâm lý mỗi khi đến phòng gym, cũng vì camera chĩa tứ phía và ánh mắt vô định nhìn về đâu đó cũng biểu hiện rằng bạn là một thằng cha biến thái đang nhìn chằm chằm trong một cái camera của một chị em phụ nữ nào đó. Dĩ nhiên là có phòng tập gym dành riêng cho nữ, nhưng không có phòng tập dành riêng cho nam. Lý do là gì thì chắc ai cũng biết. Đối với cá nhân tôi, việc mất dần hứng thú với hẹn hò là một diễn biến tâm lý khá dài, và bây giờ cuộc sống độc thân nó đến với tôi rất tự nhiên và không hề có một chút gượng ép nào cả. Thậm chí, tôi còn cảm thấy chất lượng cuộc sống và phát triển bản thân tăng cao chưa từng có. Nhiều cô gái luôn ngưỡng mộ và hay thích lựa chọn những người lớn tuổi hơn bởi vì sự chững chạc, ổn định trong lối sống, suy nghĩ và kinh tế. Ngày xưa tôi hay bực tức việc tại sao bản thân mình cứ hay bị so sánh với những người như thế. Đến bây giờ, khi tôi đang ở trong chính cái độ tuổi ấy, tôi mới vỡ lẽ ra, tất cả những người đàn ông chững chạc ấy cũng đã từng như tôi ở độ tuổi đôi mươi. Có lúc tôi từng bảo với một cô bé thích tôi rằng em chạy theo những người mất cảm xúc như tôi, và em quên rằng có những người ở ngay bên cạnh vẫn đang luôn dõi theo em. Ngày xưa tôi cũng chỉ như cậu bé ấy thôi, thậm chí là còn tệ hơn rất nhiều. Dĩ nhiên, đối với những người đang có cuộc sống yêu đương hạnh phúc, chúc mừng các bạn, chúng ta đều có một cuộc đời của mình để sống. Tôi không cổ suý việc lựa chọn cuộc sống độc thân, chỉ là cảm thấy bản thân không muốn có bất cứ một thay đổi nào đối với cuộc sống hiện tại của mình. Có rất nhiều người đến với tôi, ban đầu bảo rằng họ thích và chấp nhận toàn bộ mọi thứ ở tôi, để rồi vài tháng sau chỉ trích và bảo rằng tôi không chịu thay đổi. Về căn bản, đàn ông thay đổi bản thân rất nhiều để phù hợp với cuộc sống của phụ nữ và những đứa trẻ. Nếu không có bóng dáng của phụ nữ, tôi nghĩ đàn ông vẫn không hề kêu ca hay phàn nàn gì về bộ đồ ăn chỉ bao gồm 2 cái bát, 2 đôi đũa thay nhau đợi khô, 2 nồi và 1 cái chảo. Chính bản thân tôi cũng đã tự thay đổi mình để phù hợp với người kia, đến mức khi tất cả kết thúc, tôi không còn nhận ra mình là ai nữa. Thay đổi để phát triển và tất cả happy là một điều tốt, nhưng thay đổi với nhân danh tình yêu và hạnh phúc lứa đôi, nhưng thật sự ở bên trong là một sự gượng ép, thì đó là lý do dẫn đến việc đàn ông có thể dậy hôn vợ con vào lúc 6 giờ sáng, vừa hát vừa thay đồ vào lúc 6 rưỡi, bật bài hát ưa thích, lái xe đi làm, về nhà lúc 5 giờ chiều, ăn tối cùng vợ con, du đứa bé nhất ngủ ngon và rời khỏi phòng lúc 1 giờ sáng để viết bức thư vĩnh biệt. Mà nói đến chia ly, người ta còn hay ca bài ca trả lại thanh xuân nữa. Tôi không hiểu lý do của việc tôn thờ tuổi thanh xuân ở rất nhiều người phụ nữ. Có một người tôi biết, sau khi có toàn bộ tài sản tích cóp cả đời của người chồng cũ, sau phiên tòa còn tiếp tục đệ đơn đòi chi phí thanh xuân. Nếu như chia tay đòi tất cả thanh xuân, thì những giây phút hạnh phúc bên nhau, nhìn đứa con tập tễnh học đi, bi bô học nói, họ nguyện ý xóa lại tất cả và trả lại chứ. Thanh xuân, phàm là con người, ai cũng có cả. Nếu như phụ nữ cho rằng thanh xuân của họ nằm ở nhan sắc, nằm ở thời gian, có thể đi đây đi đó, làm nọ làm kia, thì đàn ông cũng vậy. Thanh xuân của đàn ông là những buổi chiều đá bóng cùng bạn bè, uống vài lon bia, hút cùng nhau điếu thuốc, nhìn mặt trời lặn. Thanh xuân của đàn ông là những thăng trầm, nỗ lực trong công việc và phát triển bản thân. Thanh xuân của đàn ông cũng là sự hy sinh việc đi đây đi đó, mua món đồ chơi hay ho để tích cóp tiền bạc cho cưới xin, dành cho những chiếc tã, dành cho chi phí bảo dưỡng chiếc xe cả gia đình đèo nhau đi, dành cho con đi học thêm, dành cho vợ đi spa thư giãn. Ngày còn bé, tôi từng giận dỗi làm mình làm mẩy vì bố đi làm về trễ, không đưa tôi đi tắm biển được. Mẹ thì cằm ràm liên tục, nhưng bố chỉ cười cười, bảo xin lỗi. Lớn lên tôi mới hiểu được rằng ngày ấy bố tôi về trễ, cho nên tôi mới có ngày hôm nay, ngồi gõ những dòng này ở châu Âu. Hơn một năm sau giai đoạn chạm đáy cuộc đời vào năm 2023, có một lần tôi nói chuyện lúc 1 giờ sáng với đứa em ở Việt Nam về một con game ngày xưa hai đứa cùng chơi lúc đôi mươi, và rồi không hiểu sao tôi lại thốt lên: bỗng nhiên anh cảm thấy hoài niệm về thời trẻ mày ạ. Con bé hỏi tôi: anh thấy nhớ nhất là gì? Sau câu hỏi ấy, tôi bật dậy, không ngủ nổi và nước mắt lăn dài trên má. Tôi nhớ bản thân tôi ngày ấy, tràn đầy hy vọng hoài bão và cũng thật ngây thơ. Tôi không đòi lại thanh xuân từ bất cứ một ai cả. Dẫu cũng đã từng có những ngày cô đơn trong viện, tôi nhìn mình trước gương với hai mắt lõm sâu, má hóp, tóc bạc còn nhiều hơn bố tôi năm 50 tuổi. Nhưng tôi không hề cảm thấy hối hận vì những gì đã qua. Tôi chỉ biết rằng tôi và tất cả những người đàn ông khác ở ngoài kia đều có một sự lựa chọn. Lựa chọn này không có đúng hay sai, chỉ có phù hợp hay không phù hợp. Ở thời điểm này, cá nhân tôi cảm thấy mình có thể kết nối với bố mẹ hơn rất nhiều. Có bạn bè tốt luôn sẵn sàng xuất hiện lúc vui cũng như lúc buồn. Có công việc, có sở thích và có thể khám phá rất nhiều nơi, làm những điều mình thật sự thích. Việc sống độc thân không có nghĩa rằng bạn là một thằng broke đến độ không kiếm được vợ. Việc không yêu đương một ai không có nghĩa rằng bạn là một thằng tệ bạc, thất bại đến độ không thể chung sống với một người phụ nữ nào cả. Tôi chỉ muốn nói rằng bạn là một người bình thường, và nếu như một ngày nào đó bỗng bạn cảm thấy muốn và cần phải lựa chọn những điều tôi đã và đang làm, hạnh phúc nhá. Đến đây, có thể khép lại rằng sức khỏe tinh thần của người đàn ông cũng quan trọng, không kém bất cứ các vấn đề nào khác trong cuộc sống. Và đến khi anh em cảm thấy cần không gian một mình để chữa lành, để phát triển và hạnh phúc hơn, đừng sợ phải quyết định. Chúc những người đàn ông ở ngoài kia hãy luôn nhớ quan tâm tới chính mình và vì chính mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Hẹn gặp các bạn ở trong các video khác. Còn mình là T. Bye!